chào các bạn ở đời thì thật sự là không tránh khỏi những cái lúc mà chúng ta gặp những cái tai nạn ha và sau đó là đôi khi À, gãy tay gãy chân gì đó à, Trong đời ít nhất là đôi khi chúng ta cũng gặp nhiều cái chuyện giống như thế Tuy nhiên khi gặp nó thì mình sẽ nói thế nào Hay là đôi khi đó mình mô tả về một người bạn của mình bị gãy tay gãy chân Chẳng hạn thì lúc đó mình phải nói ra làm sao Hay là đôi khi lúc đó mình cũng phải biết cách than vãn ra làm sao Hay thậm chí là mô tả nó ra làm sao các bạn nha Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài à, Qua một cái giáo viên bản ngữ nói về cái chủ đề là Broken Arms là gãy tay các bạn tay bị gãy ha bây giờ chúng ta vào video này để chúng ta học các bạn nha à, tuy nhiên là trước tiên các bạn nhớ bấm đăng ký vào kênh tôi trước khi học nha các bạn bây giờ chúng ta bấm vào video này rồi chúng ta sẽ nghe qua một đoạn rồi rồi tôi sẽ bắt đầu giảng giải cho các bạn nha nhớ là cuối video youtube của tôi tôi sẽ mở video từ đầu đến cuối để các bạn luyện với giáo viên bản xứ các bạn nha. Have you ever had a broken arm before? Ugh, I haven't actually had a broken arm, but I've had a broken wrist, and that was really painful. I got into a motorbike accident one day, just driving a little bit too fast, and things happened. And you just have to respond to it quickly, and sometimes, you know, you fall. And... Đó các bạn, bây giờ tôi bấm vào chế độ toàn màn hình để tôi diễn giải từ đầu đến cuối cho các bạn nha. Rồi, câu đầu tiên chúng ta nghe thử nào. Have you ever had a broken arm before? Have you ever had a broken arm before? Have you ever had a broken arm before? Cái câu mà để hỏi mà have you ever had đó các bạn, have you ever had là cái cấu trúc hỏi của cái thì perfect các bạn. Have you ever had là À, cái cấu trúc này có phải là thì perfect của động từ have không các bạn động từ have have something có nghĩa là có cái gì đó mà nếu nói đến một cái bệnh tật chẳng hạn là mình đang bị cái gì đó thì have cái gì have a broken arm bạn có bao giờ bị gãy tay hay chưa gãy tay hay chưa là have a broken arm nhưng mà đó thì perfect cho nên đó, động từ have đổi thành had và dùng cấu trúc là have you ever had a broken arm before đó thì trước đây bạn đã từng bị gãy tay bao giờ chưa đó các bạn hoàn toàn có thể dùng cấu trúc này để hỏi bất kỳ thứ gì đó have you ever gone uh, to that place have you ever been to uh, the United States of America have you ever visited Paris have you ever cộng với động từ ở cột thứ ba Ví dụ như visit là cột 3 là visited nha. Yeah. Rồi go cột 3 là gone để dùng cái thì perfect để diễn tả là bạn có bao giờ làm cái gì đó chưa các bạn ha. Cấu trúc để hỏi rất hay các bạn. Bạn có bao giờ bị gãy tay hay chưa? Uh, I haven't actually had a broken arm but I've had a broken wrist. Yeah, cái 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 âm thanh là uh, uh, là đang liên tưởng đến một cái gì đó trong quá khứ mà mình đã trải qua cái việc đó mà bây giờ nó đau đớn quá người ta cảm thấy sợ quá uh, uh. I haven't actually had a broken arm I haven't actually had a broken arm vẫn là thì perfect nè các bạn I haven't had thêm cái trạng từ actually đôi khi trong lúc mình break down ra đó mình tách ra đó mình bỏ những cái trạng từ thừa ra đi để mình giải thích cho nó dễ sau đó mình đưa nó vào giải thích thêm I haven't had đúng không là thì perfect của động từ have động từ have cột ba là had còn cái này là cấu trúc của nó I haven't had a broken arm Tôi tôi không có bị gãy tay. Have a broken arm là bị gãy tay đúng không? Còn I haven't had a broken arm là đang nói đến từ trước giờ là chưa bao giờ bị luôn đó các bạn. Còn thêm cái trạng từ actually là tôi thật sự tôi thật sự chưa bao giờ bị gãy tay. Yeah. nha. I haven't actually actually had a broken arm. But I had a broken wrist. Cái từ này đó có chữ W đầu nhưng mà chữ W nó bị câm các bạn cho nên đó, các bạn thấy phiên âm có chữ R không ạ? À? Tuy nhiên đó, phiên âm của chữ R đó các bạn nó có cái âm w nhẹ phía trước. Âm w nhẹ là sao là mình phải chuẩn bị nè. là mình nói mình đưa cái môi của mình về cái âm của chữ w quờ mà không nói chữ w mà nói chữ R. wrist, 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 wrist đó các bạn thấy thì vẫn có cái âm W thôi các bạn mặc dù cái chữ này câm ha rồi a broken wrist wrist là cái cổ tay đó các bạn cái cổ tay này nè ha còn cái arm arm là cánh tay này nè các bạn còn wrist là cái cổ tay còn hand là cái bàn tay nha các bạn hand là bàn tay wrist là cổ tay còn arm là cái cánh tay này nha rồi a broken wrist tôi chưa bao giờ bị gãy tay nhưng mà tôi có bị gãy cái cổ tay gãy cổ tay ha, rồi các bạn thấy là have a broken arm, have a broken wrist, rồi quá khứ cho nên đổi have là had thôi, nha các bạn ha. And that was really painful. And that was really painful. Uh, mình kể lại cái gì đó mà nó thật sự gây đau đớn thì đúng không? Là mình dùng that was, tại vì chuyện cũ rồi. Còn bây giờ là that is, còn quá khứ là that was really painful pain a pain 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 painful pain painful đừng đọc là pen pen tại pen là me rồi đúng không a e, pe, pen pen con này là pain a pain pain painful painful and that was really painful và nó thật sự là rất là đau đớn yeah bị gãy mà các bạn cho nên là rất là đau đớn I got into a motorbike accident one day, just driving a little bit too fast. Yeah. Rồi, giáo viên kể lại đó là I got into a motorbike accident one day. Cái one day này nè các bạn là đang kể về quá khứ. Nó có nghĩa là một ngày nọ. Một ngày nọ ha. One day. Đang kể chuyện ngày xưa hồi mình nói là one day là một ngày nọ, một ngày nọ chuyện gì xảy ra đó. Các bạn nghe chuyện ngày xưa các bạn biết rồi, một ngày nọ nha, yeah. one day. I got into a motorbike accident. Tôi bị rơi vào cái tai nạn xe máy nha. Yeah. Tôi I got into là tôi bị rơi vào có nghĩa là mình đang mình đang uh, giao thông bình thường, mình got into có nghĩa là tự nhiên cái mình mình bị tai nạn đó thì dùng cái got into các bạn. I got into a motorbike accident thay vì mình nói là I had a motorbike accident cũng được, to have an accident đúng không là là bị tai nạn còn dùng got into là mình bị vướng vào trong đó nha yeah. I got into a motorbike accident, 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 accident. từ có ba tiếng nhấn không tiếng đầu tiên accident còn ở đây motorbike đôi khi đôi khi cả đời nhiều khi mình không đọc cái từ motorbike một cách chính xác nữa bây giờ mình đọc thử nha các bạn từ này nè là từ có ba âm tiết luôn các bạn thấy là o mo motor motor cái âm t này nè cái phiên âm mà các bạn thấy cái chữ t mà có cái dấu mũ ngược ở phía dưới chân của nó đó là cái âm t này có bị có thể biến thành âm đờ được cho nên đọc là motor d d d thay vì là motor nghĩa là motor motor bike i by bike bike cho nên đó, cái âm cờ là âm chặn hơi phía sau Thì cái âm ai bỗng dưng nó rất ngắn Cho nên không đọc là bike Bike No, mà là bike Bike, bike, bike Motorbike, motor motorbike, 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 motorbike A motorbike accident I got into a motorbike accident one day I got into a motorbike accident one day Just, just rồi cái bắt đầu giáo viên ngừng rất lâu, ngừng rất lâu có nghĩa là vừa nói vừa liên tưởng just driving a little bit too fast. Just uh, chỉ là chỉ là um, lái xe rất là nhanh thôi, à lái xe hơi nhanh, a little bit too fast. Too fast là quá nhanh đúng không? Nhưng mà a little bit too fast là, là hơi nhanh. Có nghĩa là chỉ là lái xe hơi nhanh thôi chứ không có làm gì trơn không có tham gia đua xe, không có tham gia làm cái bất kỳ thứ gì khác chỉ là lái xe hơi nhanh thôi just driving a little a little too fast, a little bit too fast, nha yeah. a little too fast cũng được hay là a little bit cũng được các bạn a little là một chút một bit cũng là một chút mà a little của cái bit là nó còn nhỏ hơn ha nhưng mà tuy nhiên a little với lại a bit hay là a little bit ba cái dùng như nhau các bạn thích dùng nào dùng ha người ta không có đo coi cái nào dài hơn cái nào đâu nha. Yeah. Rồi. And things happen and you just have to respond to it quickly. And things happen, things happen và chuyện xảy ra thôi và chuyện đã xảy ra chuyện đã xảy ra and things happened đó thì khi mình nói là trong tiếng việt mình nói chuyện xảy ra thì lúc này trong tiếng anh mình là things happened things happened yeah và chuyện đã xảy ra things happened and you just have to respond to it quickly và lúc đó thì bạn phải phản ứng nhanh thôi và lúc đó thì bạn phải phản ứng nhanh thôi and and uh, you just have to Uh, bạn chỉ phải phản ứng nhanh lại thôi You just have to respond to it quickly Respond to something Là phản ứng lại với cái gì đó Respond to it Phản ứng lại với nó Nó đây là cái accident đó các bạn Respond to it quickly And you just have to respond to it quickly Và bạn Và chuyện xảy ra Rồi lúc đó thì bạn phải phản ứng lại Thật là nhanh thôi chứ làm sao yeah. Ý là như thế các bạn And sometimes You know, you fall and something could happen. You get into an accident. And sometimes, you know và thỉnh thoảng thì bạn biết đấy. And sometimes, you know, uh, you fall và bạn ngã xuống, bạn ngã xuống. And something could happen và và chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra rồi. Bạn ngã xuống là chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. And something could happen, could happen mọi và chuyện có thể xảy ra bạn ngã thử xem là chuyện có thể xảy ra liền là cái gì đôi khi sức đầu mẻ chán đôi khi gãy tay gãy chân đôi khi chảy chùa tùm lum đúng không đó là chuyện xảy ra là như thế and something could happen you fall and something could happen yeah sure you fall when you fall something could happen yeah các bạn uh, you get into an accident you fall And something could happen, you get into an accident. Rồi bạn bị vướng vào tai nạn thôi. Yeah, you could get into an accident. You have an accident. You get into an accident. Yeah, hai cái cách nói khác nhau nhưng mà cũng chỉ ám chỉ là you have an accident. Thôi các bạn. And I just prepared for the fall and I ended up breaking one of my wrists. And I just prepared for the fall and I just prepared for the fall. Rồi, khi bạn ngã xuống thì có phải là lúc mà bạn sắp ngã xuống cái bắt đầu đó bạn phản ứng lại bằng cách là chuẩn bị cái tư thế để ngã không thì lúc này gọi là I prepared prepared for the fall and I just prepared for the fall và tôi, và tôi cũng chỉ có nghĩa là tôi chuẩn bị thế để ngã xuống có nghĩa là tôi chuẩn bị đỡ đó các bạn tôi chuẩn bị đỡ khi mình té ngã mình chuẩn bị mình đỡ là mình prepare for the fall đó, về yeah. cái từ này nếu các bạn không học qua video này các bạn có thể nói như thế được hay không ha. Yeah, nhiều cách diễn đạt rất hay. And I just prepared for the fall. Và tôi chuẩn bị tư thế để ngã, cho chuẩn bị đỡ thôi. Có nghĩa là té ngã thì tôi chuẩn bị đỡ. And I ended up, I ended up breaking one of my wrists. And I ended up breaking one of my wrists. Và, và to end up doing something end up doing something đó các bạn và uh, có nghĩa là cuối cùng thì mình làm cái gì đó có nghĩa là cuối cùng thì mình bị rơi vào cái gì đó là to end up doing something end up doing something là có nghĩa là mọi việc nó xảy ra trong cái quá trình đó ha Rồi nó dẫn mình đến cuối cùng mình làm cái gì đó Là mình end up doing something And I end up breaking one of my wrists And I end up breaking one of my wrists Và cuối cùng thì tôi bị gãy một trong hai cổ tay Là tôi bị gãy một cổ tay Đó các bạn yeah. To end up doing something Là cuối cùng thì bị cái gì đó nhá, yeah, nhớ cái cách dùng can nha các bạn và cuối cùng thì tôi bị gãy một cổ tay But a broken arm, I mean, I understand what it's like to not be able to use an arm because it's handicapped and you can't use it. Rồi, but a broken arm, nhưng một cánh tay thì một cánh tay, nhưng một cánh tay gãy thì sao? Yeah, tại vì giáo viên chỉ gãy cái cổ tay thôi, nhưng mà còn cái cánh tay bị gãy thì làm sao? I mean, tôi có ý là I understand what it's like. Uh, tôi tôi hiểu là nó cảm giác nó như thế nào. I understand what it's like. It's like gì? To not be able to use an arm. Yeah, tôi tôi hiểu cái cảm giác nó như thế nào khi không thể khi không thể sử dụng được mà một tay khi không thể sử dụng được một tay có nghĩa là một tay bị gãy rồi đang nói đến cái tay bị gãy nè nếu tay bị gãy bị treo lên rồi thì giáo viên hiểu cái cảm giác là khi không thể sử dụng được cái tay đó mà mình chỉ còn lại một tay thôi nó như thế nào yeah, cái cách nói là I understand what it's like rồi, to do something nha yeah, các bạn I understand what it's like to do something là tôi hiểu nó như thế nào tôi hiểu nó là ra sao khi mà làm cái gì đó tôi hiểu nó là ra sao nói như thế nào khi làm cái gì đó nha yeah. cái cách cái cấu trúc này cũng rất hay I understand what it's like what it's it's like to be able to use to be able to use thế là, bỏ chữ not ra để mình tách ra nha to be able to use là có thể dùng đúng không rồi có thể dùng nhưng mà lại không thể dùng là nếu nói trong một câu á nhiều bạn hỏi là chữ khen khác với lại be able to chỗ nào đó thì cái chỗ này nè các bạn khi mà nối với chữ to á, giữa hai động từ mà nối với chữ to á thì phía sau cái vế của chữ to mình không dùng khen được mà mình phải dùng là to be able to do something để có thể làm được cái gì đó để có thể làm thì lúc này không đâu có đâu có đặt cái động từ khen vào đây được các bạn thì chỗ này chỉ có thể đặt cái be able to thôi nha yeah. chỉ có thể đặt be able to thôi thì cái điểm khác nhau một trong những điểm khác nhau của be able to và can là chữ can, chữ be able to có thể dùng sau cái vế to này nè mà chữ can thì không thể chữ can chỉ có thể dùng ở sau chủ từ thôi các bạn đó là động từ khiếm khuyết dùng sau chủ từ to be able to use nhưng mà không thể đó là to đặt chữ not vào trước to not be able to đó các bạn không tôi hiểu cái cảm giác tôi hiểu cảm giác nói như thế nào khi có thể ở đây là khi không thể khi không thể dùng một cánh tay yeah các bạn thấy không yeah. to not be able to use an arm rồi dùng một liên từ tiếp theo because because it's handicapped it's handicapped cái từ handicapped này các bạn nha yeah. handicapped này đó thêm ed vào đó nó thêm một âm t nữa handicapped là bị tật, có nghĩa là khi mình bị cái gì đó thì nó gây ra cái tật, cái tật có nghĩa là đôi khi mình cái chân mình bị co quắp hay là cái tay của mình không dùng được hay là nó bị gì đó gọi là handicap các bạn ha. Bây giờ mình nghe lại cái này từ đầu đến cuối để mình xem cái chữ handicap như thế nào hay là mình bấm vào riêng cái chữ handicap này các bạn. Rồi, mình nghe thử nha. Handicap Handicapped, handicapped. Có một cái video giáo viên hướng dẫn phát âm của cái từ này luôn là các bạn để tôi cho các bạn nghe giáo viên hướng dẫn. Handicapped. Handy. Hand. N. E. N. Hand. D. E. D. Handy. Capped. A. E. F Capped. Handicapped. Được, giáo viên phát âm cái âm P cuối cùng và kèm theo âm T. Handicapped. Handicapped. Đúng không? Đó. Nhưng mà cái âm P này các bạn có thể ngậm miệng lại để phát âm T. Thôi, handicapped. Handicapped. Và yeah. nhờ những video đọc tách ghép âm như thế này Để các bạn Chúng ta có thể phát âm được từng từ mà không sợ bị sai ha Từ nào các bạn bí đó Các bạn chỉ cần bấm vào cái từ đó thôi Nó sẽ dẫn các bạn vào trong cái từ điển um, Từ điển khổng lồ Mà trong đó nó có rất nhiều từ đã có video phát âm rồi các bạn ha Handicap Handicapped, âm cuối làm T nha các bạn Bởi vì it's handicapped Bởi vì nó bị tật rồi có nghĩa là bị tật là sao mình bị treo trong đây suốt là coi như nó handicap Sau đó các bạn bị tật đó and you can't use it and you can't use it cái từ này này you can't can't tôi dùng âm nghẹn ở cuối cho nên đọc là you can't use it you can't can't hơi nghẹn hoàn toàn còn khi các bạn nói là you can âm cuối âm n thì lúc đó không nghẹn thì lúc đó là mang nghĩa có thể còn này không thể là you can't use it you can't use it bạn không thể dùng nó nha yeah, tách nhỏ ra để giải thích như thế các bạn you in pain when you do use it. giáo viên định nói it gì đó xong cái sau đó đổi ý đổi ý có nghĩa là nói lại bắt đầu bằng chữ you you put yourself in pain bạn làm cho bạn bị đau bạn tự làm đau mình nha yeah, you put yourself in pain when you do use it là khi bạn dùng cái cánh tay đấy thì bạn tự làm cho mình đau đúng không tại vì tay mình bị gãy bạn dùng cái cánh tay đấy bạn làm thì bạn sẽ bị đau thôi you put yourself in pain nè, ha, you put yourself in pain yeah bạn tự làm cho mình đau các bạn thấy cách diễn đạt hay không you put yourself in pain 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 when you do use it when you use it when you use it use âm giữa các bạn thấy nó là âm ư you use use âm cuối là âm giờ đúng không là use 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 it use it use it use it use it use it rồi thêm chữ do vào trước động từ để làm gì để nhấn mạnh cái việc là có dùng mình nói mình dùng thì mình nói mình dùng rồi đúng không rồi nhưng mà do use it là khi bạn có dùng cái đó À, thì cái chữ do nhấn mạnh thêm cho động từ thôi các bạn ha Để vào để nhấn mạnh thôi Khi nào bạn muốn nhấn mạnh cái động từ Cái cách dùng Có nghĩa là cái ý nghĩa của động từ đó Bạn đưa cái chữ do vào trước cái động từ đó Còn không thì thôi không cần đưa vào Không sao cả các bạn ha But you know To break the bone up here or something uh, Sometimes it takes people years to heal Yeah, tôi đoán là giáo viên vừa nói vừa diễn tả ha là but you know, nhưng bạn biết đấy, to break the bone up here. Break the bone up here có nghĩa là để làm gãy cái xương ở trên đây đó mà ha, up here. Từ có khi là mình nó down here, up here ha các bạn ha, up here để gãy cái xương trên này đó or something. Thì what something tôi giải cho các bạn rồi có nghĩa là mình nói break the bone up here là Làm gãy xương ở đây hay là tương tự Tương tự có nghĩa là đâu đó vị trí trên cao này nè ha Rồi what something uh, uh, Có nghĩa là giáo viên đang sợ cái âm thanh đấy đó uh. Sometimes it takes people years to heal Sometimes it takes years to heal It takes cộng với một cái năm yeah take cộng với một cái năm để nói là nó lấy mất bao nhiêu thời gian đó to do something để làm cái gì đó là nó mất nhiều năm để lành lại it takes years to heal rồi thêm cái người nào đó ở đây nè take somebody it takes people years to heal nó làm cho người ta mất nhiều năm liền để lành lại về yeah, gãy xương nó làm mất nhiều năm liền để lành lại yeah, cái cách dùng cụm từ các bạn thấy không cái cấu trúc dùng để takes years to heal It takes people years to heal to break the bone uh, làm gãy xương yeah. well, they have to go to the doctor and the doctor has to put their bones back in place and then put screws in them to hold their bones so they'll grow back together They have to go to the doctor. Họ phải đi đến bác sĩ. They have to go to the doctor. Go to the doctor. Yeah, là một vế tắt nó ra. And là liên từ để nối một ý khác là And the doctor has to put the bones back in place. Put the bones. Từ này đọc là O, Bone. bone, bone, bone. Thêm S vào bones. Put the bones back in place put cái gì đó mà back in place có nghĩa là đặt cái gì đó vào lại vị trí cũ của nó. Put something back in place, đặt cái gì đó vào vị trí cũ mà something ở đây là put the bones back in place là là xếp xương vào vị trí cũ đó các bạn bị gãy xương thì phải xếp nó vào vị trí là đúng vị trí đúng khớp lại đúng không? Đó, xương bị gãy nó lật ra Thì put the bones back in place Là đặt xương vào đúng vị trí của nó lại And then put screws Screws là ốc vít đây các bạn Đinh vít đó gọi là screws In them Put screws in them Và sau đó đưa đinh vít vào À, trong xương Đúng không? Có nghĩa là xương mình đặt vào vị trí cũ Mình khép nó lại với nhau về rồi phải đặt đinh vít Cố định nó lại Còn không nó bị bong ra Đúng không? Là put screws in them Put screws in them uh, To hold the bones To hold the bones Hold Hold the bones Là giữ xương lại Đó Put screws in them To hold the bones Để giữ xương lại So they They'll, 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 they will They'll grow back together Để chúng nó nối, tự nối lại với nhau They grow có nghĩa là xương nó tự mọc ra đó các bạn uh, They'll grow back together Mọc ra nó nối lại với nhau They'll grow back together Yeah, yeah khi các bạn mô tả cái việc gãy xương Đặt ốc vít vặn lại Rồi sau đó nối xương Xếp xương vào vị trí cũ Để xương nó nối lại với nhau và yeah, Cái cách này đó các bạn ha Tách từng ý ra Mỗi ý nó được gắn bằng những liên từ And But Or Because Gì đó ha Để diễn đạt thành một câu dài hơn Dạ yeah, Đó là cách các bạn Chứ nó không có khó ha Rồi But that's the thing about a broken arm Or a broken bone Is that it will never fully heal to the state that it was before but that's, that's one thing yeah like oh but that's the thing about a broken arm or a broken bone is that it will never fully heal to the state that it was before yeah đây, là, that's a thing that's a thing that's a thing about a broken arm Uh, có một cái điều uh, nó là cái nó là cái vấn đề uh, của một cái cánh tay bị gãy có nghĩa là về cái chuyện mà gãy tay đó các bạn uh, đó là cái vấn đề uh, về gãy tay hoặc là gãy xương là gì or oh, a broken bone is that yeah nhưng mà nó cũng là vấn đề của việc gãy tay hay gãy xương đó nó là gì is that it will never fully heal nó sẽ không bao giờ lành hẳn cả, nó sẽ không bao giờ fully heal, nó heal là nó lành lại đúng không? Heal là lành lại. It will heal, nó sẽ lành lại. Nhưng mà đây it will never heal, never heal là không bao giờ lành lại. Nhưng mà thêm chữ fully vào phía trước trạng à, từ để để giải thích lành là lành thế nào là fully là lành hoàn toàn nha yeah. nó không bao giờ lành hoàn toàn cả it will never fully heal to to the state lành nó lành hoàn toàn đến cái trạng thái đến cái trạng thái như sao to the state that it was before đến cái trạng thái như trước đây có nghĩa là lành lại như cũ đó các bạn to the state that it was before yeah lành lại như cũ khi mình muốn diễn tả là nó sẽ không bao giờ lành lại giống như cũ đâu mình có thể nói cái ý này các bạn It will never heal to the state that it was before. That it was before. Yeah. Đó là một ý là lành lại như cũ. Một khi xương bạn bị gãy rồi nó sẽ không bao giờ lành lại giống như cũ đâu. Thì đây là cái ý để diễn đạt các bạn ha. Yeah, rất hay. So once you break it, it's gonna be weaker than it was before, which is one of the worst things about it. So you'll never be as strong as you were before. So once you break it là một khi bạn làm gãy nó đang nói đến là đang gãy tay đó các bạn It's gonna be weaker than it was before It's gonna be nó sẽ sẽ thế nào weaker nó sẽ yếu hơn than it was before nó sẽ yếu hơn trước đây có nghĩa là tay chân mình bị gãy thì chắc chắn nó sẽ yếu hơn trước đây thì đây là cách nói các bạn nha It's gonna be weaker than it was before Which is one of the worst things about it là đó giải thích rõ thêm là các bạn weaker than before thì cái which is điều đó có nghĩa điều đó đó điều đó cũng là một trong uh, một trong những cái điều tệ nhất uh, về cái việc gãy tay đó you never be as strong as you were before bạn sẽ không bao giờ uh, mạnh mẽ như trước đây nữa you never be as strong as you were before đó các bạn thấy không ở trên đây đó, it's gonna be weaker than it was before. Là đang nói về cái cánh tay. Còn dưới này đang nói về you never be as strong as you were before. Bạn cũng sẽ không bao giờ mạnh mẽ như trước đây nữa. Yeah. Hai cách nói tay của mình thì nó yếu hơn trước đây. Bạn cũng sẽ không bao giờ mạnh mẽ như trước đây. Các bạn thấy những cách diễn đạt này ha rất hay các bạn ơi. Or at least your bone anyways. À, giáo viên lại giải thích thêm không có muốn nói nhiều lắm về từng người ha có những người cố gắng nỗ lực vô cùng các bạn nhưng mà đang nói ở đây đó at least ít nhất là chí ít là the bone anyways ít nhất là đối với xương của bạn nó không còn mạnh như trước đây nữa nói như vậy cho an toàn ha hồi nãy mình nói là à xương của bạn sẽ yếu hơn trước đây À, tay của bạn sẽ yếu hơn trước đây rồi xong sau đó nói là bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ như trước đây nữa nha yeah. rồi nhưng mà sau đó nói là at least là ít nhất thì ít nhất thì your bone anyways ít nhất thì um, là đối với xương của bạn đó đối với xương cốt của bạn uh, thì nó lại yếu hơn có nghĩa là cái đây là một ý chốt tôi nó nó chưa thành câu tuy nhiên là giáo viên đệm thêm để giải thích là à chí ít đó, là xương cốt của bạn sẽ yếu hơn rồi cái bài các bạn có 14 câu thôi là diễn đạt về cái việc là mình gãy tay hay gãy chân và xung quanh đó cảm giác như thế nào và những cách nói xung quanh đó ví dụ như trước đây mạnh mẽ bây giờ yếu hơn xương của mình lành lặn rồi lắp xương lại như thế nào ha. Đó là những cách mô tả khi mình bị gãy tay gãy chân mà thông thường đó bản thân mình cũng bị mình cũng thấy ở nơi người khác nhưng mà không biết diễn tả sâu một chút như thế nào. Bây giờ đến lúc chúng ta xem toàn bộ video từ đầu đến cuối các bạn nha. Have you ever had a broken arm before? Ugh. I haven't actually had a broken arm, but I've had a broken wrist, and that was really painful. I got into a motorbike accident one day, just driving a little bit too fast, and things happened, and you just have to respond to it quickly. And sometimes, you know, you fall, and something could happen. You get into an accident, and I just prepared for the fall, and I ended up breaking one of my wrists. But a broken arm, I mean, I understand what it's like to not be able to use an arm because it's handicapped and you can't use it. It's you put yourself in pain when you do use it. But you know, to break the bone up here or something, ugh, sometimes it takes people years to heal. They have to go to the doctor and the doctor has to put their bones back in place and then put screws in them to hold their bones so they'll grow back together. But that's the thing about a broken arm or a broken bone is that it will never fully heal to the state that it was before. So once you break it, it's gonna be weaker than it was before, which is one of the worst things about it. So you'll never be as strong as you were before, at least your bone anyways.